Ở video này, tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô tạo ra đề thi trắc nghiệm từ file PDF hoặc file Word cho học sinh làm ở trên online1.vn và sẽ được chấm thống kê kết quả tự động. Ở đây tôi đang có một đề thi trắc nghiệm dạng file PDF. Từ đề thi này tôi hoàn toàn có thể tạo thành một dạng đề thi online giống như thế này. Đề một bên và phiếu trả lời trắc nghiệm của học sinh ở một bên. Học sinh sẽ chọn các phương án vào đây. Khi học sinh làm bài xong sẽ nhấn nộp bài hoặc khi hết giờ hệ thống sẽ tự động thu bài và chấm điểm. Tất cả các thao tác trong quá trình làm bài của học sinh đều được hệ thống lưu lại, tránh cho tình trạng học sinh mất bài khi mất kết nối với hệ thống. Để tạo được đề thi như thế này, chỉ cần một vài thao tác rất đơn giản như sau. Các thầy cô sẽ tạo mới học liệu. Ở đây tôi sẽ tạo ở trong kho học liệu của tôi. Các thầy cô hoàn toàn có thể tạo dạng học liệu này ở trong khóa học của các thầy cô đã có sẵn. Tôi sẽ chọn dạng là đề thi trắc nghiệm từ file PDF hoặc Word nhập các thông tin cần thiết tôi sẽ nhấn tạo học liệu nhấn vào nút chọn tệp thầy cô chọn file đề thi của mình có thể là file word hoặc file pdf đều được tôi sẽ chọn file pdf pdf sẽ hiển thị ổn định hơn các thầy cô nên chuyển những file word của mình thành file pdf rồi up lên nó là mở như vậy tôi đã tải thành công đề thi này lên Tiếp theo chúng ta cần nhập phương án đúng cho các câu hỏi của đề thi này để hệ thống có thể chấm bài học sinh một cách tự động. Phần câu bắt đầu ở đây nếu chúng ta giữ nguyên, không thay đổi gì thì hệ thống sẽ tự động hiểu câu bắt đầu là câu 1. Còn nếu các thầy cô điền số vào đây, ví dụ như là bắt đầu từ câu 41 chẳng hạn. Thì hệ thống sẽ hiểu là câu đầu tiên sẽ được đánh số là câu 41, sẽ rất phù hợp cho các đề thi tổ hợp. Và chúng ta cứ thêm lần lượt đến hết các câu hỏi trong đề này. Một cách khác để thầy cô nhập đáp án cho đề này là chúng ta nhấn vào nút import ở đây. Ở đây thì hệ thống sẽ đưa ra mẫu để thầy cô import phương án. Nó là 1A2B3C4D vân vân. Hoặc thầy cô có thể copy chuỗi đáp án của mình. Ở đây tôi có chuỗi đáp án của đề thi này là như thế này. Thì tôi sẽ copy và tôi dán vào đây. Hệ thống sẽ tự động hiểu và nhập các phương án theo chuỗi đáp án thầy cô đã import lên. Và cuối cùng thầy cô sẽ tùy chọn những cài đặt phù hợp cho đề thi này. Như vậy chỉ qua một vài bước rất đơn giản thì cô đã có thể tạo ra một đề thi trắc nghiệm từ file Word hoặc file PDF.